Mộng Nghệ, chúng ta ở trong môn lắm kẻ địch, lát nữa đối mặt với người lên đài khiêu chiến, không cần nương tay, buộc phải giết hết. Ừ, ta hiểu. Trận chiến giữ lôi đài, bắt đầu. Đệ tử chấp pháp Du Trương khiêu chiến Đàm Dân. Đệ tử chấp pháp Diệp Hùng khiêu chiến Đàm Dân. Hùng thái của thú hồn nhất mạch, xin chỉ giáo. Toàn địa long của thú hồn nhất mạch tới khiêu chiến. Long phi thiên của thánh hồn nhất mạch xin chỉ giáo. Tông chủ, năm người lên đài cùng lúc, điều này không phù hợp quy tắc. Ừ. Nếu các vị đã nóng lòng muốn mạng của ta như vậy. Được, vậy ta cho các người toại nguyện, cùng lên đi, tránh lãng phí thời gian nha. Cái gì? Được, đây là ngươi nói đó, cho dù bọn ta giết ngươi cũng không tính làm trái quy tắc đâu. Đi chết đi Đàm Dân. Đây chính là hậu quả khi ngươi đắc tội với nhiều người. Ha, một đám tôm tép. Hồng Mông thần bộ. Giải quyết xong. Đàm Dân vậy mà trong nháy mắt miểu sát năm đệ tử. Hắn cũng quá mạnh rồi. Đù, kẻ ngu mới khiêu chiến hắn. Ta đổi lôi đài này. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.